Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên xảy ra va chạm giao thông với một tài xế GrabBike. Đáng chú ý, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, nam thanh niên trên vừa gọi điện vừa dùng chân đạp liên tục vào chiếc xe máy đổ trên đường. Thanh niên này bất hợp tác và có những lời lẽ thách thức đối với lực lượng công an. Ngày 18 tháng 12, đội cảnh sát giao thông huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn giao thông đường bộ trên xảy ra vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 12 tại trục đường 212 thuộc địa phận xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Thời điểm trên, anh Đặng Văn Dân, sinh năm 1974, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng, là tài xế GrabBike điều khiển xe mô tô theo hướng xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đi Cầu Đen. Đang đỗ xe bên đường thì xảy ra va chạm với một chiếc mô tô đi cùng chiều. Xe trên do anh Bùi Quang Anh, sinh năm 1997, trú tại xã Tiên Minh, Tiên Lãng, điều khiển. Cú va chạm khiến anh Đặng Văn Dân bị gãy chân, hai xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, anh Bùi Quang Anh liên tục chửi bới, không hợp tác với lực lượng công an.